trong sâu thẳm của các khu rừng rậm xanh mướt và trên những cánh đồng rộng lớn, có một vị khách quen thuộc mà ai cũng muốn gặp mặt, Hươu Đỏ, hay còn được gọi là Red Deer. Với vẻ đẹp mạnh mẽ và hoang dã, họ Hươu này không chỉ là biểu tượng của sức mạnh và sự kiêu hãnh của rừng sâu, mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa con người và thiên nhiên. Hãy cùng khám phá hành trình truyền kỳ của Hươu Đỏ, một trong những đại diện vĩ đại nhất của thế giới động vật hoang dã. Trong những khu rừng rậm của thế giới, có một sinh vật nổi tiếng với vẻ đẹp hoang dã và sức mạnh uyên bác, hươu sừng tấm. Với các tên gọi khác nhau như hươu đỏ, deer, tiếng Anh và Cervus elaphus, tên khoa học, hươu sừng tấm không chỉ là biểu tượng của sự hoang dã mà còn là đối tượng của sự ngưỡng mộ và nghiên cứu của các nhà sinh học. Trải qua hàng triệu năm tiến hóa, chúng đã thích nghi và phát triển trong môi trường đầy thách thức của rừng. Hươu sừng tấm được tìm thấy trên khắp thế giới, từ vùng rừng Bắc Mỹ đến các nơi như châu Âu và châu Á. Chúng chủ yếu sống trong các khu vực rừng rậm, thảo nguyên và cả các vùng đồng cỏ rộng lớn. Một số loài có phân bố hẹp hơn, chỉ tồn tại trong một số khu vực cụ thể, trong khi các loài khác có thể có phạm vi phân bố rộng lớn hơn. Hươu sừng tấm thích sống trong môi trường rừng rậm với nguồn thức ăn phong phú. Chúng cũng có thể thích nghi với các môi trường khác như thảo nguyên và đồng cỏ, miễn là có đủ thức ăn và nơi trú ẩn. Môi trường sống của chúng thường phải đảm bảo có nguồn nước sạch và đủ cây cối để tạo nên một môi trường sống cân bằng và phong phú. Hươu sừng tấm là thành viên của họ hươu, Cervidae, trong bộ quốc Artiodactyla. Chúng đã trải qua một quá trình tiến hóa dài, điều chỉnh và phát triển để thích nghi với môi trường sống của mình. Trong quá trình này, họ hươu đã phát triển các đặc điểm về cấu trúc xương, hệ tiêu hóa và hệ thống cảm giác để phản ứng với môi trường xung quanh. Hươu sừng tấm là loài ăn cỏ và thảo mộc. Chúng thường ăn lá cây, chồi non, cỏ và các loại thảo mộc khác. Thức ăn phổ biến của chúng thường tùy thuộc vào mùa và khu vực sống. Trong mùa đông, khi nguồn thức ăn giảm, hươu sừng tấm có thể ăn cây thấp hoặc cỏ khô. Mặc dù có kích thước lớn và sức mạnh đáng kinh ngạc, hươu sừng tấm thường tránh xa các tình huống xung đột. Chúng thường sử dụng sự nhanh nhẹn và khả năng chạy nhanh để trốn tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, khi bị đe dọa, chúng có thể sử dụng sừng của mình để tự vệ, đặc biệt là trong trường hợp của các con đực trong mùa giao phối. Mùa sinh sản của hươu sừng tấm thường diễn ra vào mùa thu hoặc mùa đông. Trong thời gian này, các con đực thường sử dụng sự mạnh mẽ và sừng của mình để chiếm lĩnh lãnh thổ và cạnh tranh cho quyền giao phối. Các con cái thường sinh ra một hoặc hai con non sau một thời gian mang thai từ 240 đến 262 ngày. Sau khi sinh, các con cái của hươu sừng tấm thường chăm sóc và nuôi dưỡng con non của mình. Chúng sẽ cho con ăn sữa mẹ và dạy dỗ chúng về cách tìm kiếm thức ăn và tự vệ. Con non thường tiếp tục ở cùng mẹ trong một thời gian sau khi chúng đã trưởng thành đủ để tự mình sống sót. Hươu sừng tấm có kích thước từ trung bình đến lớn, với trọng lượng từ khoảng 100 đến 300 kg. Chúng có lông màu nâu đỏ đến nâu hạt dẻ, thích hợp với môi trường rừng rậm. Sừng của hươu được thường lớn và mạnh mẽ hơn so với các con cái, và chúng thường được sử dụng trong các cuộc đấu tranh để chiếm lĩnh lãnh thổ và quyền giao phối. Mặc dù hươu sừng tấm vẫn là một trong những loài động vật phổ biến và phổ biến nhất trong các khu rừng, tình trạng bảo tồn của chúng vẫn đang gặp nguy hiểm. Sự mất môi trường sống do phá rừng và săn bắn quá mức là những mối đe dọa lớn đối với loài này. Các biện pháp bảo tồn như việc thiết lập các khu vực bảo tồn và quản lý cẩn thận nguồn lợi thú yếu là cần thiết để đảm bảo sự tồn tại của hươu sừng tấm trong tương lai. Hươu sừng tấm là một biểu tượng của sự hoang dã và vẻ đẹp tự nhiên. Với sự thích ứng và sức mạnh của mình, chúng đã tồn tại và phát triển trong hàng ngàn năm trên các vùng đất rừng khắc nghiệt. Tuy nhiên, để bảo tồn và bảo vệ loài này cho thế hệ sau, sự chú ý và hành động quyết liệt từ con người là cần thiết. Chúng ta cần hợp tác để bảo tồn môi trường sống tự nhiên của hươu sừng tấm và ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự tồn tại của chúng.